Thời gian qua trên tuyến đường dẫn xuống khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng hóa, nhiều xe ô tô tải trọng lớn chở đất có dấu hiệu quá tải, không che chắn, rơi vãi bùn đất ra đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Khi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, những ngày gần đây, trên tuyến đường xuống khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng hóa, có nhiều xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng, đất san lấp lưu thông, trong đó có những xe có dấu hiệu chở quá tải, quá kích thước thành thùng, không che chắn bạt, làm rơi vãi bùn đất ra đường. Điển hình như đoạn đường qua địa bàn xã Hoàng Ngọc, bùn đất rơi vãi dày đặc trên mặt đường nhựa, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày, khiến mặt đường trơn trượt khi trời mưa, bụi bặm mù mịt khi trời nắng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và gây mất an toàn giao thông. Qua tìm hiểu được biết, trên địa bàn huyện Hoàng hóa hiện đang có nhiều công trình dự án đang thi công. Vì vậy, lượng xe ô tô tải chở nguyên vật liệu phục vụ các công trình gia tăng đột biến. Trong khi đó, một số lái xe ý thức kém, không tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường nên đã để xảy ra tình trạng như trên. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hoàng hóa đã tiến hành xác minh, làm rõ các trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định đồng thời bố trí lực lượng cắm chốt trên tuyến đường để kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải, quá kích thước thành thùng, không che chắn bạt khi chở vật liệu rời. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ doanh nghiệp vận tải, nhà thầu thi công tại các công trường có biện pháp tưới nước, dọn dẹp sạch các khu vực đất rơi vãi, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đã tuần tra và xử lý một số các phương tiện mà không bịt bạt và làm rơi vải xuống đường gây ô nhiễm bụi bặm cho người dân xung quanh đi đường. Bên cạnh đó thì đội cũng đã tiến hành tổ chức các tổ tuần tra liên tục trên tuyến để xử lý nghiêm những cái xe vi phạm về cái không bịt bạt và làm rơi vãi trên đường. Thời gian qua Tình trạng xe chở vật liệu rời không che chắn làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông diễn ra tại nhiều địa phương gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, lực lượng chức năng cần các biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn. Bên cạnh tăng cường tuần tra kiểm soát, cần nghiên cứu áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm.